Chuyện chiến lang ở rể. chương 781 anh ta cũng chỉ là một tên cao cấp tiêu chuẩn thôi mà. Tóm lại, đợi đến cuối tuần này, lúc anh tham gia cuộc thi đấu kia thì sẽ biết được tình huống cụ thể, đến lúc đó là trận đấu sinh tử, hơn nữa lại còn là mấy chục người hỗn chiến, nghĩ đến là cảm thấy hưng phấn liền. Lê Văn Vân cười khoái chí nói. Anh đi ra ngoài đi, đừng có quấy giày tụi này nấu cơm. Phạm Nhược Tuyết thấy dáng vẻ Lê Văn Vân như thế, lập tức hạ lệnh đuổi người. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong trang viên Doãn Nhu, Doãn Nhu đang ngồi ở cạnh bể bơi, hai tay trống xuống đất, đôi chân trắng nõn đưa xuống hồ bơi quậy nước, nhìn cực kỳ mê người. Nhưng nếu Lê Văn Vân ở đây thật, chắc chắn không thể nảy sinh chút xíu cảm giác nào với Doãn Nhu được, bởi anh biết tuổi thật của Doãn Nhu khá lớn. Chủ nhân, ngay lúc này, An Nhiên đi vào. Khác với đồng phục của nhà hàng mèo, khi ở lại trang viên, An Nhiên phải đổi lại quần áo và trang sức của hầu gái. Về rồi à, Doãn Nhu cười hỏi. Vâng, hôm nay ở nhà hàng có một ít chuyện. An Nhiên nói, Lê Văn Vân suýt chút đã bị con trai của đào lực đó giết chết. Hửm, ánh mắt Doãn Nhu vừa chuyển, trong mắt lộ ra một ít sát ý. Audio điện tử võ tấn bền. Không biết là vì nguyên nhân gì, cuối cùng Lê Văn Vân ra hiệu cho tôi giết chết tên nhóc đó, nên tôi tiện tay bắt nó làm thịt luôn. Tên nhóc Đào Vân quả thật cũng không có thanh danh tốt ở khu đông này, cũng coi như trừ hại cho dân. An Nhiên nói, có điều đoán trường đào lực sẽ không bỏ qua cho anh ta đơn giản thế đâu, chúng ta có cần nhắc nhở anh ta không? Doãn Nhu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, tuy hiện tại thân thể cậu ta xảy ra vấn đề, gần như không cách nào sử dụng chân khí, nhưng cậu ta cũng chưa chắc đã e ngại đào lực, bên cạnh cậu ta còn có tay súng bắn tỉa kia nữa. Nói đến đây, bà ta nhìn An Nhiên một cái thật sâu, tên đó là Lý Thu, nếu không phải bị tôi ép sát cận chiến, Cậu ta hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của tôi đấy. Anh ta lợi hại như vậy à? Hôm đó tôi nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta cũng chỉ là một tên cao cấp tiêu chuẩn thôi mà." An Nhiên kinh ngạc nói. "Nhưng tài bắn tỉa của cậu ta lợi hại, cái kỹ thuật bắn tỉa đó, 5 năm, năm trước khi cô còn chưa đến chỗ tôi, lúc ấy, cậu ta cầm cây bắn tỉa loại đặc chế, bắn súng về phía Hotzis, Hotzis đã bị thương." Doãn Nhu nói. "Cái gì? An Nhiên hoảng sợ." Cô ta biết rõ Hot là ai, mặc dù chỉ là đả thương nhưng cái này cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi. Đây chính là nhân vật thuộc hàng thứ hai của thiên bảng đấy, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng ông ta mới là đệ nhất, dẫu sao bây giờ đệ nhất cũng chỉ có thể chém ra một đao mà thôi. Tên đó nhìn rất đần độn mà, an nhiên nhíu mày nói. Đần độn, doãn nhu cười, nói, đàn ông của người gác đêm không một ai không phải hàng tốt, cô lại cảm thấy cậu ta đần độn, An Nhiên nghe đến đây liền cảm thấy mờ mịt. Cô ta nhớ lại tình huống lúc Lý Thu đang đối mặt với cô, dường như có hơi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, tôi đã nói đến đây, cô có muốn thông đồng với anh ta cũng được, anh ta muốn theo đuổi cô cũng thế, đều là chuyện riêng của hai người, tôi sẽ không can dự. Doãn Nhu nói đến đây, giọng điệu bóng chuyển, mặt khác, đi đánh tiếng với đạo lực một chút đi, bảo ông ta đừng có quản chuyện này, Hotzis hạ lệnh để chúng ta không được phép trợ giúp bọn người Lê Văn Vân, bên ngoài chúng ta không thể làm thế, nhưng mà. Tút tút tút. Nói đến đây, điện thoại đang đặt bên cạnh bà ta bỗng nhiên vang lên, là Hotzis gọi đến. Bà ta nhướng mày rồi kết nối, đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hotzis vang lên, hôm nay ở nhà ăn của bà, Lê Văn Vân chọc tới người của Đào Lực, chuyện thủ hạ của bà lại giúp đỡ giết chết Đào Vân tôi không tính toán, nhưng sau này, đừng có nhúng tay nữa, rõ chưa? Doãn Nhu hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó bà ta nghĩ nghĩ rồi nói với An Nhiên, được rồi, khỏi đánh tiếng với đạo lực, để bọn họ tự giải quyết đi. chương 782 đúng vậy, là đối địch. Bên này, Lê Văn Vân cũng không quá để tâm vấn đề này. Thứ nhất, anh cảm thấy bên Doãn Nhu đoán chừng sẽ giúp mình giải quyết chuyện này. Thứ hai, cho dù là không giải quyết, anh cảm thấy cũng không sao, hiện giờ anh cảm thấy sau khi mình tham gia trường đấu thú này, hẳn là có thể khôi phục chân khí như ban đầu. Đừng nói là đào lực phất lai, cho dù là hot seas anh cũng muốn đến vật tay. Đương nhiên, đây là một cuộc đánh cược, bởi lúc tranh tài là hỗn chiến, cho nên đối với Lê Văn Vân mà nói thì sợ ý một chút rất có thể sẽ mất đi mạng của mình. Mà trước đó lúc đối mặt với Đào Vân, vào thời khắc sinh tử, anh cũng không hoàn toàn không phục. Thế nhưng anh không thích bị động, cái bộ dạng hiện tại, làm chuyện gì cũng không được, bọn Khương Vĩ đã mất tích hơn một tháng rồi, bây giờ nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần lo lắng, thế nên Lê Văn Vân vẫn muốn đi đánh cược chuyến này, cho dù tất cả bọn người Phạm Nhược Tuyết đều phản đối, cũng không cách nào làm dao động quyết định của anh. Ngồi trên mâm cơm chỉ có đám người họ, tên ngốc cố bạch từ sau khi đến Phúc Thanh Hội rất ít khi trở về ăn cơm, chỉ có lâu lâu mới về ăn được chút ít. Dù sao thì cơm nước bên kia quả thật tốt hơn rất nhiều. Trên bàn, Phạm Nhược Tuyết ăn từng miếng nhỏ, sau một hồi cô ngẩng đầu nhìn về phía lê văn vân hỏi cuộc thi đấu đó của anh chừng nào bắt đầu thế chắc là ngày mốt nghỉ thứ bảy ấy hình như là kéo dài hai ngày 9 giờ buổi sáng ngày thứ nhất sẽ bắt đầu cho đến khi quyết ra được bốn người đứng đầu của từng tổ sau đó bốn người này hai người một vòng đánh vào ngày thứ hai cuối cùng quyết ra được người đứng đầu người đứng đầu có thể nhận được tất cả giải thưởng lê văn vân nói phạm nhược tuyết thở dài nói thật là không thể không đi hả Uhm, anh không thích bị động như hiện tại, chọc đến một tên phất lai như vậy, mỗi ngày đều phải hãi hùng lo lắng, ngày đó nếu như không phải phất lai kiên kỵ mà lựa chọn liều mạng với chúng ta, chúng ta có thể không còn đường ra. Lê Văn Vân đáp, người của bên đó thật sự là quá nhiều. Loại thế lực lớn nhất khu Tây như phất lai này, thủ hạ dưới tay, đỉnh cấp ít nhất cũng mấy chục người, trừ những người đó ra thì những người khác cộng lại còn khủng hơn, chỉ sợ là mấy ngàn người cũng có nếu thật sự bọn họ muốn đến trị tội bọn người lê văn vân quả thật là không rời đi được phạm nhược tuyết nhẹ gật đầu sau đó không tiếp tục hỏi nhiều nữa một ngày cứ thế lặng lẽ qua đi mà trong thời gian một ngày này khu đông cũng không được yên bình chuyện đầu tiên chính là thế lực của đào lực và phúc thanh hội đối địch đúng vậy là đối địch vào buổi tối hôm đào vân chết trước hết đào lực dẫn người đi tìm phúc thanh hội muốn người phúc thanh hội cho một lời giải thích đơn giản hơn chính là muốn Lâm Khả Hân nói ra Lê Văn Vân. chương 783 nhiều hơn chính là cảm giác lo lắng. Nhưng mà khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là, lần này, Lâm Trí Viễn cũng không giống như lần trước không dám đối địch với Phất Lai, mà là trực tiếp đứng lên đối đầu với đạo lực, không ngừng mắng to bọn người đạo lực. Nói rằng chính ông ta không dạy tốt con trai mình, lại gây sự ở nhà hàng của Doãn Nhu, chết là đáng đời. Đạo lực tất nhiên tức đến nổ phổi, ngày hôm sau liền mang theo người đến địa bàn của phúc thanh hội sau đó hai bên nổ ra một trận chiến quy mô nhỏ thế lực hai bên tràn đầy mùi dương cung bạt kiếm còn lê văn vân thì hai ngày nay không đến quán ba làm nữa anh đang cố thử khôi phục chân khí trước ngày thi đấu nhưng không có kết quả chớp mắt đã đến thứ bảy sàn đấu lần này từ một trình độ nào đó mà nói thì chính là cuộc so tài cận chiến cuối cùng của khu tội ác tiền thưởng cách xù cộng thêm hứa hẹn của thánh chủ khu Bắc, khiến chuyện lần này nhận được toàn bộ sự chú ý của người trong khu. Về vào cửa phải nói là bị đẩy lên cực cao. Bọn người Phạm Nhược Tuyết thì đã mua xong vé vào ngay thời điểm Lê Văn Vân quyết định dự thi rồi, lúc ấy giá vé cũng chưa cao đến thế, tổng cộng họ mua 5 tấm vé, tốn 5.000 luka. 1.000 một tấm, còn ở vị trí tương đối gần. Vì cố bạch hiện giờ ở Phúc Thanh Hội nên bọn họ tạm thời cũng không thiếu tiền anh không mua cho gia đình lại dĩnh đi theo, mặc dù vợ chồng lại Tuấn đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể xuống giường được. Còn lại dĩnh, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, bọn người Lê Văn Vân không hy vọng để cô bé chứng kiến màn máu tanh như thế từ nhỏ. Chỗ đó là sàn đấu, đều là đánh sống đánh chết với nhau, máu me cực kỳ. 6 giờ sáng, Lê Văn Vân đã bỏ dậy, tinh thần anh đã được điều chỉnh rất tốt, Trương Vãn Hà đang giúp anh hóa trang. Những người khác thì vây quanh Lê Văn Vân, nhíu chặt mày. Nhiều hơn chính là cảm giác lo lắng. Nếu như Lê Văn Vân đang ở trạng thái đỉnh cao, tham gia cuộc tranh tài như thế thì tất nhiên bọn họ sẽ không lo lắng, nhưng hiện tại Lê Văn Vân căn bản không có chút chân khí nào, anh vốn là lấy mạng mình đánh cược mà. Còn Lê Văn Vân thì ngược lại, trong lòng anh còn loáng thoáng có chút mong chờ. Là một người gác đêm, anh từ lâu đã xem nhẹ sống chết. Nếu như có thể khôi phục chân khí, anh có thể nghĩ cách đi tìm bọn người Khương Vĩ cũng có thể nghĩ cách đi ra khỏi tòa thành này, đi tìm đem báo thù. Khoảng 7 giờ, Trương Vãn Hòa đã hóa trang cho Lê Văn Vân xong. Lê Văn Vân thời dài một hơi nói, đi thôi. Nói xong, như lại nhớ đến cái gì, anh trở lại phòng mình, cầm đao phá không và đao vô danh lên rồi dùng vải quấn lại, đeo trên lưng. Anh muốn lấy theo hai thanh đao này ư? Phạm Nhược Tuyết nhíu mày hỏi. Chương 784, nhóc con, hình như cậu rất mong đợi nhỉ? Lê Văn Vân gật đầu nói, ừ, dù sao nếu như lúc đó anh chết rồi, cũng không sao, cứ để bọn Trác Nhất Minh đến thu hai thanh đao này lại, còn nếu như anh khôi phục, vậy ngay lúc đó anh sẽ nói cho toàn bộ khu tội ác này, anh đã trở lại. À, vậy cầm theo hai thanh đao này cũng chỉ là vì giả bộ. Phạm Nhược Tuyết nói, nói xong đám người nhìn thấy xe đang đến, ở cổng, trừ xe cố bạch ra thì còn có con sư tử nhỏ ngao hút cũng chạy xe đến. Một chiếc xe không ngồi đủ sáu người, nên anh đã sớm nói với ngao húc thấy mấy người họ ngao húc nhìn bốn phía rồi hỏi ơ anh vân đâu anh ấy không đi hả liên quan đến chuyện lê văn vân tham gia tranh tài lần này chứ mấy người bọn họ ra thì không có người nào biết cả anh ấy còn có chuyện không đi cố bạch cười nói sau đó đi qua ôm bả vai sư tử nhỏ nói nhóc con hình như cậu rất mong đợi nhỉ chắc chắn là mong đợi rồi tin tức ngầm có nói Lần này người báo danh có đến gần 400 người, mỗi một tổ gần như là 100 người hỗn chiến. Anh nghĩ xem, đến lúc đó sẽ phải đánh thành bộ dạng gì chứ hả? Ngao hút nói, hơn nữa, nghe nói có gần 7 chục người đỉnh cấp đấy, mỗi nhóm nhỏ khoảng 20 người, nếu như toàn bộ đều bị đánh chết thì mẹ nó, đỉnh cấp của khu này sẽ phải suy yếu một mảng lớn đó. 7 chục người đỉnh cấp quả thật là rất nhiều, cấp bậc đỉnh cấp này, ở người gác đêm hoa hệ đã có thể tiến vào top 18 rồi cũng chỉ có tòa thành này mới có thể tụ hội được nhiều đỉnh cấp như thế được. Anh Vân không đến xem, đúng là tổn thất của anh ấy, có điều cũng đúng, 5 năm trước anh Vân đã là siêu cấp rồi, đoán chừng đối với loại chiến đấu như thế này cũng không hứng thú gì cho cam. Sư tử con nói xong, anh ta nhìn nhìn người đàn ông đã được hóa trang thành bộ dạng trung niên Lê Văn Vân hỏi, anh là ai? Lê Văn Vân cười khẽ, Cố Bạch Phố vỗ, vỗ anh ta, cái thằng nhóc nhà cậu sao mà nhiều chuyện quá vậy, lái xe đưa chúng tôi qua đó đi ồ ngao húc thành thật đáp hai chiếc xe hướng về phía sàn đầu rất nhanh đã đến khu thi đấu lúc này bên ngoài sàn đấu người người tấp nập quy mô tương đối lớn nhiều người vậy à lê văn vân ngồi xe cố bạch chứ không ngồi cùng xe ngao húc sau khi dừng xe bọn người lê văn vân đi xuống bên trong một chiếc xe khác lý thu đã vẫy vẫy ngao húc hướng về phía bên trong sàn đấu bên đây hình như là lối đi của người tham gia chúng ta tách ra ở đây đi Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, đi được hai bước, bỗng nhiên cô quay đầu lại, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, sau đó ôm Lê Văn Vân nói, chỉ có một yêu cầu duy nhất, sống sót, cho dù không khôi phục chân khi cũng được, nhưng phải sống sót, chỉ cần anh còn một hơi thở, em sẽ có thể cứu sống được anh. Trong lòng Lê Văn Vân rất cảm động, ngay lúc anh muốn đưa tay ôm lấy Phạm Nhược Tuyết, Phạm Nhược Tuyết đã bỏ ra, quay người rời đi, không chút do dự. Đại ca Cố lên, Cố Bạch nói, mẹ nó, nếu như thật sự nguy hiểm, tôi sẽ vọt thẳng vào cứu anh. Đừng, nếu như gặp nguy hiểm, anh và đám bác sĩ phạm nhanh chóng nghĩ cách rút lui khỏi tòa thành này đi. Lê Văn Vân vội dặn dò, ngoài ra, đưa Liễu Ngọc về Lâm Hải an toàn. Chương 785, tôi sẽ đi ra được. Sàn đấu này đột nhiên được tổ chức thi đấu, Lê Văn Vân biết, chuyện này phần lớn là dùng làm mồi câu. Chủ nhân sàn đấu này là Thánh chủ khu Bắc đột nhiên ném ra 5 miếng xương rồng, mục đích rõ ràng như thế không cần nói cũng biết. Chính là muốn thu hút Lê Văn Vân đến. Có điều Lê Văn Vân nghĩ, khả năng cao hơn là thu hút người bên cạnh Lê Văn Vân đến. Hiện tại đám người đó không tìm được vị trí của Lê Văn Vân, vậy nên mới tổ chức một cuộc tranh tài như thế. Biết Lê Văn Vân sẽ vì xương rồng mà lên nhưng bản thân Lê Văn Vân lại không có chân khí, muốn xương rồng thì sẽ phái người bên cạnh đến, ví dụ như Cố Bạch hoặc Lý Thu, Bọn họ đều là người gác đêm, thủ pháp của người gác đêm rất dễ nhận ra, sau đó đám người đó chỉ cần lần theo dấu vết là có thể có được vị trí của Lê Văn Vân. Tất nhiên, nếu là Lê Văn Vân tự mình tham gia, đối với đám người đó thì mọi chuyện sẽ càng tốt hơn. Lê Văn Vân cũng không quá lo lắng, hiện tại anh đã hóa trang thành bộ dạng khác, không sợ bị nhận ra, nếu như bị nhận ra thì điều kiện tiên quyết là anh đã khôi phục chân khí, khi đó anh chỉ ước gì đối phương đến tìm mình. Câu cá ai là người câu còn chưa biết được lê văn vân nhếch khóe miệng sau đó bước vào lối đi của người tham gia không thể không nói lần này quy mô thật sự là khá lớn bên ngoài còn bán không ít phiếu hoàng nghiêu lê văn vân đi được mấy bước thì nhìn thấy xe thể thao của lâm khả hân ngừng lại sau đó cô ta và chu linh linh xuống xe đi thẳng vào bên trong có đi ngang qua người lê văn vân nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra lê văn vân lê văn vân cười cười rất hài lòng với kỹ thuật hóa trang của trương vãn hà anh đeo hai cây đao trên lưng đi về hướng cửa vào bên đó cũng không ít người tụ tập mẹ nó ông già đó cũng ở đây à đi được vài bước lê văn vân lại thấy một ông già mang theo một bé gái ngồi ở ven đường trước mặt đặt một cái bàn ông già đang bày quầy đoán mệnh này đúng là ông già ở đối diện nhà anh lê văn vân đến gần nhìn thoáng qua triệu chỉ nhu rồi đặt ánh mắt lên người ông già Cậu trai trẻ, coi bói không, dường như ông già cũng không nhận ra Lê Văn Vân, chỉ là cười chào hỏi. Vậy ông tính xem thử, hôm nay tôi có thể sống mà đi ra khỏi đây không? Lê Văn Vân cười ha ha hỏi. Cậu trai, cậu sắp gặp phải họa sát thân đó. Ông già đẩy đẩy chiếc kính dâm nói, 500 luka, tôi giúp cậu hóa giải. Ông già này, vẫn kế cũng không đổi. Tôi sẽ đi ra được, Lê Văn Vân nói. a à, không đúng nghe ý cậu là muốn tham gia đấu võ ngày hôm nay. Bỗng nhiên ông già khôi phục lại tinh thần, nói cậu trai, vậy là cậu thật sự có họa sát thân đấy. Ông già không cảm nhận được trên người Lê Văn Vân có một chút xíu dao động nào của chân khí cả, mà cuộc thi này, mẹ nó, đếm ra tận bảy tám chục người đỉnh cấp, loại người không có chút xíu chân khí nào như Lê Văn Vân mà vào đây, dám chừng làm chốt thí còn không có tư cách. Lê Văn Vân cười chào hai người rồi quay người đi về phía lối đi của người tham gia không biết vì sao cháu cảm thấy người vừa nãy hình như có quen biết cháu triệu chỉ nhu lẩm bẩm nói nhưng lão già lừa gạt không để ý đến cô bé hai mắt ông ta sáng chói nhìn một cô gái đeo kính đen mang giày ủng trước mặt người đẹp coi bói không bỏ đi ông đoán xem tôi có thể lấy được vị trí đứng đầu của sàn đấu này không âm thanh khàn khàn của cô gái vang lên audio điện tử võ tấn bền chương 786, ai mà biết cậu ta định làm gì? Lê Văn Vân đi đến cổng vào của người tham gia, ở cổng, các nhân viên công tác đang kiểm tra thân phận của Lê Văn Vân. Cái gọi là kiểm tra thân phận thật ra chỉ là cầm ảnh chụp nhìn mà thôi. Hơn nữa cho dù bọn họ có phải hay không, chỉ cần ăn mặc tương tự với ảnh chụp là được, không có quá nhiều yêu cầu. Sau khi xác nhận, người kiểm tra nói, vào cửa rẽ trái, tự mình tìm chỗ nghỉ, nhớ rõ nhóm của mình, đến phiên nhóm các anh thì sẽ có loa thông báo, bên trong cũng có cửa sổ để xem thi đấu. Người tiếp đón nói. Lê Văn Vân gật đầu, quay người đi vào trong, xung quanh cũng không ít người đồng hành cùng anh, có điều bọn họ đều không chào hỏi. Tất cả những người dự thi này, trừ bản thân ra thì đều là kẻ địch. Lúc này Lê Văn Vân đang chuẩn bị đi đến hậu trường sàn đấu, thì trên đỉnh cao nhất của sàn đấu, vị trí tốt nhất của toàn bộ sàn đấu, tầm nhìn tốt, có thể đến được đó thì chứng tỏ địa vị rất cao. Bên trong trang trí tương đối xa hoa, bàn bày đầy rượu. Bốn người đang ngồi trong phòng. Giản Hưng, Bùi Ninh Tùng, Ellen Hibbert và Thánh chủ khu Bắc Lục Khiêm, người đứng hàng thứ 9 của Thiên bảng. Tổ hợp bốn người này không thể nói là không mạnh, ba người siêu cấp, hàng thứ 6 Thiên bảng, hàng thứ 7 Thiên bảng, hàng thứ 9 Thiên bảng. Ngoài ra còn có bán bộ siêu cấp như Bùi Ninh Tùng và toàn bộ Hồng Nguyệt sau lưng Bùi Ninh Tùng. Tính trên thế lực ngầm, Đối địch với người gác đêm, Hồng Nguyệt hoàn toàn xứng danh thế lực lớn nhất. Hiện tại bốn người ngồi cùng bàn. Giản Hưng vẫn ít nói như cũ, phát chéo hai chân ngồi trên sofa, cầm trong tay bộ bầy poker. Bọn họ sẽ đến à? Bùi Nginh Tùng ngồi bên cạnh anh ta nói, cái móc này rất thẳng, tôi cảm thấy cậu ta không nhất định sẽ đến. Ai biết được, Lục Khiêm nói, đến lúc đó thấy có người dùng thủ pháp của người gác đêm thì sẽ nhận ra ngay. Bùi Nginh Tùng gật đầu nói tiếp. Nếu như xác nhận thì lập tức giết chết thằng nhóc đó, tránh đêm dài lắm mộng, từ lúc cậu ta tiến vào người gác đêm đến nay mới được 9 năm, thế mà cậu ta đã có thể chiến đấu với hai tên siêu cấp rồi. Đúng là cái họa lớn trong lòng nhỉ, Lục Khiêm thở dài nói, có điều có thể hơi phiền phức, Hotzis và Doãn Nhu đều ở trong phòng bao sát phách chúng ta đấy. Ồ, trừ vị kia của khu nam ra, siêu cấp của khu tội ác xem như tụ hội đông đủ nhỉ. Ellen Hibbert nói. Cùng lúc đó trong phòng bao sát phách, cũng có ba người ngồi trong đấy, hai nam một nữ. Doãn nhu cao mày nói, ông nói, Lê Văn Vân cũng tham gia thi đấu ư. Cậu ta điên rồi hả? Đúng là có tham gia, nhưng mà đã hóa trang rồi, hiện tại cậu ta mang bộ dạng này này. Nói xong ông ta đưa một tấm hình qua cho Doãn Nhu. Nếu như Lê Văn Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra tấm hình này chính là tấm hình được chụp lúc anh ở chỗ ghi danh. Cậu ta điên thật rồi bây giờ một chút xíu chân khí cậu ta cũng không có cậu ta muốn dự thi không phải là tìm cái chết hả doãn nhu cao mày nói ai mà biết cậu ta định làm gì hotzis bĩu môi nói có lẽ cậu ta đã khôi phục được chân khí rồi sau đó thấy sức hấp dẫn của năm miếng xương rồng quá lớn nên đến đây luôn không thể nào doãn nhu lắc đầu nếu cậu ta thật sự khôi phục chân khí dám chừng không cần nghĩ ngợi cậu ta đã vào tới trang viên nhà ông để liều mình rồi đó nói xong bà ta nheo mắt lộ ra một chút lo lắng bà ta muốn rời khỏi tòa thành này lê văn vân là hy vọng duy nhất nếu như thật sự lê văn vân xảy ra chuyện ở đây vậy giấc mộng muốn rời đi của bà ta cũng sẽ tiêu tan thành mây khói bà ta nhìn về phía minh sùng sau đó cắn răng nói minh tiên sinh cậu ta cũng là người của người gác đêm các anh đấy anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho anh ta chứ anh ta tự mình chọn tôi sẽ không nhúng tay minh sùng lắc đầu Doãn Nhu sững sờ, sau đó nhìn về phía Hotzis hỏi, cậu ta ở nhóm nào? Nhóm C, Hotzis nói. Chương 787 tôi tên là Ilimi, mới vừa vào đỉnh cấp. Lê Văn Vân đi về phía sau sàn đấu, đi hết hành lang là một căn phòng rất lớn, đây là hậu trường của sàn thi đấu, cũng tương đối lớn, bên trong có thể chứa đến 4-500 người, hoàn toàn không hề có chút cảm giác chen chúc nào, rất nhiều người đều có một góc riêng cho mình đám người hoặc là quần áo luyện công bó sát người, hoặc là mặc quần áo rộng rãi, thích hợp cho vận động tay chân. Một số khác đang mặc rộng hơn nữa. Những người này đứng thành nhóm ba nhóm năm, mặc dù đang nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn thỉnh thoảng đưa mắt quan sát chung quanh, quan sát nhóm đối thủ của mình. Quần áo và dung mạo hiện tại của Lê Văn Vân là ở mức bình thường, đàn ông trung niên ở đây thật sự là quá nhiều, tất nhiên cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của Lê Văn Vân anh tìm đại một góc nào đó rồi ngồi xuống nhìn đám người thấp giọng trò chuyện với nhau anh cười khẽ trong lòng những người này có thể sống sót đến cuối cùng dám chừng không có bao nhiêu lúc lê văn vân đang ngồi bỗng có một người phụ nữ đi về phía anh lê văn vân quan sát ánh mắt sáng lên gương mặt của người phụ nữ là dạng khuôn mặt của phương tây nhan sắc cũng rất xinh đẹp vóc người cao gầy tầm khoảng một mét tảm đôi chân dài cực kỳ bắt mắt trên lưng cô ta mang theo một cây kiếm bảng to, đầu đội nón, mặc quần áo bó sát người, đi từng bước đến bên cạnh Lê Văn Vân. Anh bạn, xin chào, cho hỏi anh ở nhóm nào thế? Cô ta cúi đầu hỏi. Lê Văn Vân nhìn cô ta, phát hiện trên mặt cô ta mang theo nụ cười rất thân thiện. Đương nhiên, loại thân thiện này Lê Văn Vân cũng không xem là thật, chỉ là tạm thời không biểu hiện ra mà thôi. Hơn 100 người tranh giành một giải duy nhất, tất cả mọi người đều sẽ không từ bỏ. Nhóm C, Lê Văn Vân trả lời. Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, sau đó đưa một tay ra với Lê Văn Vân, "Thật trùng hợp, tôi cũng ở nhóm C, tôi tên là Ilimi. Mới vừa vào đỉnh cấp." Lê Văn Vân gật đầu chào, "Xin chào, Lê Tú." Ilimi phát hiện Lê Văn Vân cũng không vì dung mạo mình mà dao động cảm xúc, trong lòng cô ấy giật mình. Cô ấy đặt thanh kiếm bảng to xuống, rồi ngồi bên cạnh Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn thanh kiếm to ấy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc sức nặng của thanh kiếm này chắc chắn rất lớn sử dụng nhất định sẽ rất khó khăn mà người phụ nữ này lại dùng nó làm vũ khí lê tú cấp bậc của anh là gì Nghi hỏi có hứng thú học thành đối với chúng tôi không học đội lê văn vân nhíu mày hỏi không phải là tự mình chiến đấu hả tự mình chiến đấu là quy tắc viết thế nhưng mà trong sàn đấu lúc chân chính bắt đầu thi đấu thì lại không có quy tắc anh không thấy mấy người đó hả Họ nhóm năm nhóm ba lại. Một chỗ, thật ra là đang tổ đội với nhau đó, Ilimi nói, bên trong sàn đấu này cực kỳ tàn khốc, ở đây bình thường đều không quản sống chết. Người cùng một tổ như thế, không phải đều là kẻ địch hết sao? Lê Văn Vân nói, tổ đội như thế này, có chỗ nào đáng tin đâu. Không chừng sẽ bị chính người trong tổ đâm sau lưng. Ilimi ngẩn người, sau đó gật đầu nói, đúng là có chuyện thế này, nhưng loại tổ đội như thế này mục đích là vì để chiến đấu với những người khác đợi đến khi giải quyết được những kẻ địch khác rồi chúng ta tiến hành quyết đấu lẫn nhau cũng không muộn mà chỉ phân thắng bại không nói sống chết cho dù thua cũng có thể bảo toàn một mạng lê văn vân im lặng ilimi nói đến đây thì nhìn lê văn vân hỏi sao nào có hứng thú không học đội thì có thể nhưng tôi không có chân khí cũng không phải đỉnh cấp gì hết cô đồng ý không lê văn vân hỏi ilimi nghe thế thì ngơ ra Cô ấy khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân, anh không có chân khí. Vậy sao anh lại chạy đến tham gia cái này? Chương 788, cuộc so tài thứ nhất kết thúc. Lê Văn Vân cố ý đùa người phụ nữ này, thở dài, tôi đã mất hy vọng với cuộc sống này, lại không có dũng khí tự sát, thế nên đành đến đây vậy. Milimi lại ngẩn người, sau đó cô ấy xoa xoa đầu Lê Văn Vân nói, hai, tòa thành này quả thật có rất nhiều người như anh có điều không có chuyện gì là không thể, tôi đã ở sàn đấu này 3 năm, cũng thường hay cảm thấy mình có thể sẽ chết, không nhìn thấy hy vọng, nhưng mà còn sống thì sẽ còn hy vọng mà. Nói xong, dường như muốn lôi kéo thêm những người khác, cô ấy đứng dậy, anh suy nghĩ kỹ đi, chờ khi nào nghĩ thông rồi thì lúc tiến vào sàn đấu, trực tiếp nằm xuống giả chết là được, sàn đấu chỉ nhận người còn đứng cuối cùng, nằm trên đất thường sẽ không ai ra tay với anh đâu. Lê Văn Vân cười cười đáp, cô mau đi đi. Ylimi rời đi, Lê Văn Vân vẫn ngồi lại chỗ cũ. Một lát sau, một âm thanh vang lên bên tai anh, ông chú ơi, chỗ này ngồi được không? Lê Văn Vân không phản ứng. Ông chú, lúc này âm thanh lại vang lên lần nữa. Lê Văn Vân nhìn lại, phát hiện trước mặt là một người đội mũ màu nâu, thân trên mặc quần áo cao bồi, thân dưới là váy ngắn tất chân phối với một đội ủng, cách ăn mặc theo kiểu này làm dáng người Mỹ lệ được tôn lên. Nhìn cô gái tầm khoảng hai mươi mấy tuổi có thể không ạ à? cô gái hỏi lại lần nữa lê văn vân lên tiếng có thể anh ngồi sang bên cạnh chưa thêm một ít chỗ trống cô gái nở nụ cười ngọt ngào về phía anh sau đó ngồi xuống bên cạnh lê văn vân hai tay cô ta để sau lưng trống xuống đất đôi chân dài thỉnh thoảng đung đưa thế nhưng lê văn vân cảm giác được sau khi cô gái này ngồi xuống không lâu cả hội trường có rất nhiều tầm mắt hướng về đây ánh mắt lại mang theo một chút kiêng kỵ và sợ Hải, lê văn vẫn biết người bọn họ kiêng kỳ chắc chắn không phải mình vậy đáp án chỉ có một chính là cô gái đang ngồi cạnh anh đây cô gái cũng không nói chuyện cùng lê văn vân chỉ là ngồi ở đây mời tuyển thủ nhóm a chuẩn bị ra trận một âm thanh vang lên trong lòng lê văn vân hơi động anh phát hiện trong hậu trường có không ít người đã đứng lên cuối cùng cũng bắt đầu rồi lê văn vân thở một hơi lúc này cô gái kia đứng dậy nói ông chủ tôi sắp ra sân rồi có thể chúc phúc tôi được không? Lê Văn Vân ngẩn người, nhìn về phía cô gái cười, chúc cô mở cờ là thắng. Tôi muốn một cái ôm, cô gái lại nói. Nói xong cũng không quản Lê Văn Vân nghĩ thế nào, trực tiếp ôm lấy Lê Văn Vân một cái rồi quay người tung tăng chạy đến lối đi vào. Hẳn là thực lực không tệ, nếu không sẽ không khiến người khác phải kiêng kỵ mà cũng sẽ không tự tin như thế. Nương theo đám người ra trận, Lê Văn Vân nghe bên ngoài khán đài truyền đến âm thanh rất ồn ào đồng thời còn có âm thanh hàng ghế bình luận cực kỳ chuyên nghiệp. Bình luận viên chủ yếu là nói tiếng Anh, ý chính thì Lê Văn Vân vẫn có thể nghe hiểu được. Thi đấu, bắt đầu, ngay lúc này, anh nghe được một âm thanh hét lớn. Những tuyển thủ phía sau hậu trường kia rất nhanh đã đến xem thi đấu, trước mặt có rất nhiều cửa sổ có thể quan sát tình huống trên sàn đấu. Lê Văn Vân không đến xem, đối với những chuyện này anh không cảm thấy hứng thú, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, chờ đến lượt mình vào sân. Bên tại là tiếng người xem ồn ào, từng đợt hò reo lại lớn hơn đợt trước, có thể thấy đám người này rất hưng phấn. Thời gian từ từ trôi qua, không biết từ lúc nào, đã qua hơn nhiều giờ đồng hồ. "Ơ, ờ, anh không qua đó xem hả?" Vừa lúc này, một âm thanh lại vang lên bên tại Lê Văn Vân. Lê Văn Vân dương mắt nhìn, lại là cô nàng Ilimi đi đến, cô ấy rất cao, đứng nhìn Lê Văn Vân từ trên cao. "Không có gì hay cả," Lê Văn Vân nói trong mắt Ilimi lộ ra chút đồng tình, người này hẳn là phải thất vọng với thế giới này thế nào mới có thể mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ đến thế chứ? Cô cũng không xem hả? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Tôi nghỉ ngơi dưỡng sức trước, tôi đã lôi kéo được khoảng chừng 10 người rồi. Ilimi cong mắt thành hình trang lưỡi liềm, vui vẻ nói cũng coi như có thể chống đỡ được đến phía sau. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc. Vừa lúc đó, âm thanh trọng tài vang lên. Nhanh thế, Lê Văn Vân và Y đều kinh ngạc. chương 789, anh ta rất mạnh à. Đúng vậy, có gần 100 người tham gia thi đấu ở nhóm A. Lê Văn Vân vốn tưởng rằng trận đấu đầu tiên sẽ kéo dài trong 2 hoặc 3 giờ, nhưng anh không ngờ rằng chưa đầy 1 giờ đã kết thúc rồi. Người xuất sắc nhất là thanh mục tinh tử của thành phố tội ác chúng ta. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, cái tên này nghe có vẻ giống như người đến từ xứ sở hoa anh đào, lại rất giống như tên của phụ nữ. Ilimi, ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh họ, Lê Văn Vân nhìn sang thì thấy có vài người đang đi thẳng tới phía họ. Lê Văn Vân hơi kinh ngạc nhìn người dẫn đầu, người này lại là Evan. Lê Văn Vân không ngờ rằng Evan lại đến tham gia cuộc thi này, và có vẻ như anh ta cùng một nhóm với Ilimi. Anh ta vẫn mặc một bộ vest và đi giày da như trước, khi đi đến trước mặt Ilimi và Lê Văn Vân, anh ta cau mày nói, người này là do cô mời vào nhóm à? anh ta nhìn Lê Văn Vân, cau mày hỏi, anh ở cấp độ nào? Không, tôi chỉ đang trò chuyện với anh ta thôi. Anh ta không có chân khí, đến tham gia cuộc thi. Là để tự sát, Ilimi nói. Lê Văn Vân choáng váng, không ngờ Ilimi này lại đơn giản như vậy. Cô ấy hoàn toàn tin lời Lê Văn Vân nói. Tự sát, Evan liếc mắt nhìn Lê Văn Vân cười nửa miệng nói, nếu như anh muốn tự sát, thật ra tôi có thể đáp ứng nguyện vọng của anh. Lê Văn Vân khẽ liếc nhìn anh ta. Phải công nhận rằng trong số những người dự thi lần này, trình độ của Evan tương đối cao, anh ta đứng thứ 36 trong địa bảng và có biệt danh là đồ tể, có thể nói người này có lòng dạ rất độc ác. Lê Văn Vân rất ít giao tiếp với anh ta, một lần là ở quán bar, một lần khác anh ta đến đe dọa Lê Văn Vân và yêu cầu đám người Lê Văn Vân trả phí bảo kê cho anh ta. Thực ra Lê Văn Vân không biết là thể lực của Evan nằm dưới chướng đạo lực, Thể lực của anh ta là một thế lực tương đối tự do. Lê Văn Vân không có nhiều ấn tượng về anh ta, ấn tượng duy nhất chính là Elena ở bên cạnh anh ta rất nhiệt tình và không biết kiềm chế. "Đừng nói nhảm với người này." Evan nói, ngẩng đầu nhìn Ilimi, "Lại đây thảo luận chiến thuật trước đi." Ilimi gật đầu, sau đó cô ấy liếc nhìn Lê Văn Vân nói, "Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi, còn sống, tiếp tục sống, thật ra rất tốt." Qua một trận đấu một số người bắt đầu lui vào hậu trường, có người bị thương được khiêng bằng cáng, cũng có người bị thương nhẹ. Lê Văn Vân tính sơ sơ thì có vẻ như có hơn 100 người bước vào, ước tính chỉ sống sót một nửa, hầu hết đều bị thương nặng. Ý. Đột nhiên, anh nhìn thấy trong đám đông có một cô gái. Trông cô ta có vẻ hơi thảm hại, tóc tai rối bời, tất chân bị rách vài chỗ để lộ làn da trắng nõn. Tuy nhiên, dường như tâm trạng của cô ta đang rất tốt đi xuyên qua hậu trường đến bên cạnh Lê Văn Vân, cười ngọt ngào với nói, cho chú mượn hơi may mắn nè, tôi đã thành công qua cửa thứ nhất rồi. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, sau đó ngạc nhiên nói, cô là thanh mộc tinh tử. Cô gái cười ngọt ngào và nói, không nhận ra à. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng thật là không nhận ra. Có biết tại sao tôi lại ngồi cạnh chứ không? Thanh Mộc Tinh Tử hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu. Tôi có linh tính chắc chắn chủ sẽ vào được chung kết, Ngày mai tôi sẽ gặp được chú Thanh Mộc Tinh Tử cười nói. Tôi sao? Lê Văn Vân nhếch miệng cười. Đúng vậy, tôi có trực giác chú là một cao thủ, cũng là đối thủ mạnh nhất của tôi nên mới ngồi bên cạnh chú để hiểu rõ hơn. Thanh Mộc Tinh Tử mỉm cười. Vậy cô đã nhìn thấy gì rồi? Lê Văn Vân hỏi. Tạm thời vẫn chưa nhìn ra, Thanh Mộc Tinh Tử nói. Hai người trò chuyện cầu được câu mất. Sau khi trận đấu thứ nhất kết thúc, sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, Trận đấu thứ hai cũng bắt đầu. Nói một cách tương đối, trận đấu thứ hai diễn ra lâu hơn trận đấu đầu tiên, kéo dài đến 1 giờ trưa và cuối cùng mới chọn được một người. Một người đàn ông đứng thứ 13 trong địa bảng, tên là Lý Tương Phong. Sau trận đấu ở nhóm B, có một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để những khán giả đó đi ăn cơm, còn đám Lê Văn Vân ăn ở phía sau hậu trường. Về điểm này, bên này rất tốt, đồ ăn khá ngon, hơi giống như trước khi chết phải ăn một bữa thật ngon vậy. Lê Văn Vân cầm hộp cơm ăn, ăn xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông chú ơi, đây có phải là vũ khí của chủ không? Lúc này, Thanh Mộc Tinh Tử hỏi Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy. Tôi có thể xem thử được không? Thanh Mộc Tinh Tử hỏi. Xem thì khỏi đi, nhưng nếu có cơ hội thì cô vẫn sẽ được nhìn thấy, Lê Văn vẫn cười. Thanh Mộc Tinh Tử bĩu môi, nhưng không hỏi tiếp nữa. Bây giờ các tuyển thủ của nhóm xe tiến vào. Đúng lúc này, một giọng nói cực lớn vang lên trên radio. Trong chớp mắt, sau hậu trường có một nhóm người đứng lên. Evan, Ilimi. Lúc này, thanh một tinh tử đột nhiên kéo góc áo của Lê Văn Vân nói, cẩn thận người đó nha. Vừa nói cô ta vừa chỉ vào một người ở cách đó không xa, một người đàn ông trông thấp bé, dáng người hèn hạ, trông giống như một con chuột. Anh ta rất mạnh à, Lê Văn Vân hỏi. Đúng vậy, rất mạnh, anh ta tên là Lý Tương Vũ, hiện đang đứng thứ 9 trong địa bảng. Có lẽ anh ta là người mạnh nhất trong số các thí sinh lần này, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người đến tham gia thi đấu. Nhìn đám người xung quanh anh ta kia, Thanh Mộc Tinh Tử nói, những người bên cạnh anh ta đều là đỉnh cấp, tổng cộng có khoảng 10 người, bản thân bọn họ cũng là thế lực lớn ở khu Bắc. Ước chừng lần này sẽ hoàn toàn thuộc về thánh chủ khu Bắc rồi. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày, tổ hợp như vậy gần như là mạnh nhất rồi mười mấy người như vậy phối hợp với một cao thủ như lý tương vũ thì quả thực có thể tồn tại giống như một chiếc xe ủi đất. phù không thành vấn đề. lê văn vân thở ra một hơi nói tôi lên sân trước đây. thanh một tinh tử đứng dậy cô ta ôm lấy lê văn vân và nói ông chú ơi cố lên nha rất mong sẽ được gặp lại chú vào ngày mai. lê văn vân mỉm cười nói có thể tôi vừa lên đã bị người ta chém chết rồi sẽ không đâu trực giác nói cho tôi biết là sẽ không đâu. Thanh Mộc Tinh Tử cười nói. Lê Văn Vân không nói gì nữa, chỉ cười cười, tôi lên sân đấu trước đây. Nói xong, anh đi về phía lối đi, tiến lên sân đấu. Tại hiện trường, gần hàng ghế đầu, đám người Phạm Nhược Tuyết đang ngồi đó, mắt họ luôn hướng về lối đi. Lối đi bắt đầu có người đi ra. Sắp bắt đầu rồi, trên mặt trường vãn hà hiện rõ vẻ lo lắng. Anh ấy đang lên sân đấu rồi, đôi mắt của họ dừng ở giữa sân, Bóng dáng của Lê Văn Vân từ từ bước ra khỏi bóng tối. Chương 790, trường đấu thú này thực sự rất bi thảm. Trường đấu thú không chỉ là một khán phòng lớn, mà bên trong cũng rất lớn, có một cái đài rất lớn ở giữa, toàn bộ cái đài này vượt qua kích thước của hai sân bóng đá, cho dù hàng trăm người đang đánh nhau trong đó cũng không có vẻ gì là đông đúc cả. Xung quanh đài là một vòng tròn nước, có một giá đỡ bằng sắt có thể co giãn kéo dài đến giữa cái đài trên cái giá này có bốn người lúc này trên giá có người đang chậm rãi đi về phía giữa bốn cái giá trong số những người này người thì uy nghiêm người thì hăng hái người thì khinh thường lê văn vân điềm tĩnh bước ra khỏi bóng tối trên lưng anh là phá không và vô danh bên cạnh anh là ilimi lê văn vân còn chưa cao bằng cô gái nhỏ này cô ấy nhìn lê văn vân với vẻ mặt bình tĩnh đi về phía sân đấu mà không hề sợ hãi thì thở dài trong lòng người này phải tuyệt vọng đến mức nào mới không hề sợ hãi như thế. Cô ấy cúi đầu nói, Lê Tú, anh thật sự muốn chết à? Lê Văn Vân ngẩng đầu cười với cô ấy, ai biết được. Ilimi, đừng nói chuyện với anh ta nữa. Lúc này, Evan cười gần, sau đó anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, nhóc con, lát nữa tôi sẽ cho anh biết đồ tể là gì. Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm. Anh đi dọc theo cái giá, đồng thời nhìn dòng nước dưới đó, sắc mặt hơi thay đổi nước này hơi có màu đỏ thỉnh thoảng có thứ gì đó bơi trong nước hả vẻ mặt lê văn vân hơi thay đổi anh nhìn thấy rõ ràng những sinh vật dưới nước đó chính là cá ăn thịt người điều này có nghĩa là nếu bạn rơi xuống nước thì sẽ còn thảm hơn trên võ đài ở trên võ đài không bàn chuyện sống chết lại thêm một số người thích nhìn thấy cảnh đẫm máu nhưng nếu chủ động nhận thua thì đối thủ cũng sẽ không đánh họ chết nhưng nếu rơi xuống nước chỉ có một kết quả, đó là không còn xương cốt. Trường đấu thú này thực sự rất bi thảm, Lê Văn Vân cao mày, anh không thích bầu không khí này cho lắm. Trên khán đài, ánh mắt của đám người Phạm Nhược Tuyết cứ dõi theo Lê Văn Vân, trên mặt tràn đầy lo lắng. Anh ấy xuất hiện rồi, Phạm Nhược Tuyết thở phào nói. Nhóm này không được yên ổn lắm, bên cạnh, Cố Bạch nói với vẻ mặt ủ rũ, có một người đứng thứ 9 trong địa bảng, có nghĩa là nếu bây giờ đối đầu trực diện thì sẽ không nắm chắc phần thắng, tình hình sức khỏe hiện tại của lão đại. Ôi, tính cách của lão đại là như thế đấy, nếu anh ấy đã quyết thử nghiệm điều gì thì sẽ không có ai ngăn cản được. Lúc trước ở đây, thậm chí anh ấy đã lấy thân phận đỉnh cấp để đi khiêu chiến với một siêu cấp. Trương Vãn Hà thờ dài nói, hy vọng anh ấy có thể phục hồi, nếu anh ấy không thể phục hồi, tôi sẽ không nghe theo anh ấy nữa. Phạm Nhược Tuyết nói cô nói sẽ không nghe lời lê văn vân có nghĩa là đến lúc đó cô sẽ không dẫn người bỏ đi mà vào thời khắc lê văn vân đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì cô sẽ liều lĩnh xông vào giữa võ đài những người khác không nói gì lý thu chỉ cầm súng trong tay đồng thời tuy rằng căn phòng trên lầu cách xa phía dưới nhưng đối với những người trong phòng này ngũ quan của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều có thể thấy rõ tình hình ở giữa võ đài nhìn lê văn vân đang hóa trang thành một người đàn ông trung niên Doãn Nhu cao mày nhìn chầm chầm vào hai thanh đao quấn vải sau lưng Lê Văn Vân rồi thở phào nói, đó là vũ khí của cậu ta à? Audio điện tử võ tấn bền chương 791, chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn cậu ta chết à? Minh Sùng cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nhìn ra ngoài, gật đầu nói, đó là phá không và vô danh. Bây giờ anh ta vẫn chưa khôi phục chân khí, không biết anh ta nghĩ gì mà tự nhiên chạy đến đây tham gia một trận đấu như vậy, anh ta điên rồi à? Hotsis nhìn về phía Minh Sùng, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ cậu ta đã đoán được gì rồi? Cho nên mới dùng cách này để ép chúng ta. Ông ta chưa kịp nói xong đã thấy Minh Sùng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng nên không dám nói nữa. Doãn nhu nhớ mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Sùng thì cũng không hỏi nhiều nữa. Nói tóm lại, đây là sự lựa chọn của chính anh ta, chết thì chết thôi. Minh Sùng lắc đầu nói, nhưng nếu tin tức đến tai chắc Nhất Minh thì e là ông ta sẽ sách đao qua đây chém giết. Hotsis cao mày thật sâu. Ông ta sẽ không đâu. Minh Sùng nói, ông ta sẽ không vì Lê Văn Vân mà chém ra nhát đao kia. Trên vai ông ta là cả một tổ chức người gác đêm của Hoa Hạ, ông ta chống đỡ không nổi đâu. Hơn nữa một đao kia của ông ta cũng chỉ có thể chém lúc đối diện với với vài thứ đồ vật mà thôi. Đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh của ông ta. Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn cậu ta chết à? Doãn Nhu cắn răng nói. Tóm lại, không cho bà ra tay. Minh Sùng lạnh lùng nói. Lê Văn Vân bước vào võ đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tới võ đài, anh chỉ đứng ở một bên chứ không bay thẳng vào vị trí trung tâm. Anh nhìn lướt qua, trên võ đài có khoảng 100 người, có 7 tám hoặc 11 nhóm, và ít chỉ có hai hoặc ba người đứng cùng nhau. Có vẻ như hầu hết mọi người đều giống như Ilimi là chọn thành lập một nhóm để giải quyết những người khác trước, sau đó sẽ tiến hành giải quyết nội bộ. Đôi mắt như mắt chuột của Lý Tương Vũ chậm rãi quét qua mọi người. Khi ánh mắt nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta phát hiện Lê Văn Vân chỉ đứng đó một mình thì vô cùng thích thú nói: thật thú vị, mình nhớ rằng Thanh Mộc Tinh Tử đã ngồi bên cạnh anh ta. Anh ta chỉ vào đây một mình, không có đội nhóm gì sao? Tự tin đến mức đó à? Cùng lúc đó, bình luận viên trận đấu bắt đầu cuồng nhiệt gào thét: bây giờ trận đấu của nhóm C chính thức bắt đầu. Khi giọng nói vừa dứt, Lê Văn Vân có thể cảm thấy rõ ràng rằng bầu không khí ở giữa toàn bộ võ đài đột nhiên căng thẳng. Keng, keng, keng. Những tiếng rút đao vang lên từng đợt, Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, trong lòng hơi ngẩn ra. Những nhóm nhỏ này, đặc biệt là nhóm nhỏ của Evan và của Lý Tương Vũ đã hình thành một thế trận kết hợp tấn công. Kết hợp tấn công là một thế trận rất phổ biến ở trong người gác đêm, khả năng của 12 người cùng hợp lực sẽ mạnh hơn nhiều so với một người. Mặc dù những người này là một nhóm tạm thời, những người này ở thành phố tội ác chém giết quanh năm, thậm chí có thể có nhiều cơ hội ra tay hơn những người gác đêm, vì vậy họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và biết một số đội hình chiến đấu kết hợp, vì vậy chỉ cần lên tiếng là họ sẽ tự động hình thành thế trận ngay. Nhìn thấy cảnh này, Lê Văn Vân không khỏi sờ sờ cầm, bắt đầu suy tư. Nếu để những người này gia nhập người gác đêm, đánh cho bọn họ phục sát đất. Nghĩ đến đây, anh lại lắc đầu. Sở dĩ thành phố này được gọi là thành phố tội ác, vì đây là vùng đất lưu đày, là bởi vì ngay từ đầu, phần lớn người dân ở thành phố này đều không phải là người đàng hoàng gì, nếu thả họ ra thì sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Nhóc con, còn có tâm tư để nhìn đi chỗ khác à? Ngay khi Lê Văn Vân đang nhìn xung quanh, có một nhóm nhỏ ba người đang liếm môi và cầm thanh đao hướng về phía Lê Văn Vân. Nhóm ba người này tuy không nhiều nhưng ba người đều là đỉnh cấp Chương 792 có phải vũ khí của anh ở sau lưng không? Lê Văn Vân nhìn thấy ba người bọn họ tới gần, bởi vì sau khi anh tiến sát vào võ đài, tiến lên một đoạn nhất định bèn dừng lại, lúc này đang gần sát mép võ đài. Nhìn thấy ba đỉnh cấp đang tiến về phía mình, trong nháy mắt, thần kinh của Lê Văn Vân trở nên căng thẳng. Ba người này đều chạc 30-40 tuổi, hai nam một nữ, dáng người của người phụ nữ kia rất đẹp nhưng khuôn mặt hơi xấu xí. Có phải vũ khí của anh ở sau lưng không? Trong ba người, một người đàn ông khoảng 40 tuổi với một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt nói. "Đúng vậy." Lê Văn Vân trả lời. "Nếu đã tới tham gia, anh đã chuẩn bị sẵn sàng." Rút đao ra đi, người đàn ông rút thanh đao dài chỉ vào Lê Văn Vân. "Mấy người chưa đủ tư cách để tôi rút đao." Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lê Văn Vân, cả ba người đều mẩn ra. Tuy nhiên, điều khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là họ không cảm thấy Lê Văn Vân thật ngung cuồng, họ cũng chẳng hề tức giận mà ngược lại họ nhìn Lê Văn Vân với vẻ khiếp sợ. Lê Văn Vân là người duy nhất không chọn lập đội với người khác trong ba trận đấu, anh chỉ đến một mình và đứng đây với phong thái điềm tĩnh, không hề sợ hãi hay kiêng dè gì, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy. Hơn nữa vừa rồi Lê Văn Vân nói bọn họ không đủ tư cách để khiến Lê Văn Vân rút đau, ba người khẽ nhìn nhau, cứ dán mắt nhìn Lê Văn Vân nhưng lại không dám tiến lên. Trong mắt ba người, e rằng đây là một cao thủ, một cao thủ thực sự. Cả ba nhìn nhau, gật đầu rồi từ từ lùi lại. Họ thực sự bị Lê Văn Vân làm cho khiếp sợ và không dám ra tay với anh. Lê Văn Vân ngẩn ra, hơi khó hiểu, tại sao ba người kia lại đột nhiên bỏ chạy? Tuy bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang rất hoảng loạn, dù sao lần này nếu đặt cược sai, anh sẽ mất mạng. Kết quả anh không ngờ ba người bọn họ lại không dám ra tay với mình. Ở phía sau võ đài, trên một khung cửa sổ, thanh mục tinh tử đang đứng ở đó, cô ta nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe miệng hơi nhếch lên nói, có thể khống chế được ba kẻ đang nhằm vào mình bằng khí thế mà mình lại hoàn toàn không cảm nhận được, quả nhiên năng lực kiểm soát chân khí của anh ta thật lợi hại, không hổ là cao thủ mà trực giác của mình mách bảo. Nếu Lê Văn Vân biết thanh mục tinh tử đang nghĩ gì, có lẽ anh sẽ không nói nên lời. Tương tự, bình luận viên trận đấu cũng chú ý đến cảnh này màn hình lớn ở phía trên cũng nhắm vào lê văn vân bình luận viên cũng thuyết minh một cách say mê thí sinh này tên là lê tú bây giờ có vẻ như anh ta là người duy nhất của nhóm c không thành lập đội mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã khiến ba vị kia khiếp sợ mà rút lui có lẽ nào anh ta là một cao thủ siêu cấp bên trong căn phòng hotzis và minh sùng đều sững sờ hotzis cao mày bà có cảm nhận được sóng chân khí trên người cậu ta không không doãn nhu mù mờ lắc đầu phía dưới đám người phạm nhược tuyết cũng ngẩn ra cố bạch không nói nên lời mẹ ơi vậy cũng được sao hơn nữa tầm ảnh hưởng của nó không chỉ có như vậy mà thôi nó còn ảnh hưởng đến những người khác trong võ đài nữa họ đều biết ba người đỉnh cấp kia vốn dĩ họ đang xông tới chỗ lê văn vân nhưng sau đó đột nhiên chạy mất nên hầu hết mọi người đều cho rằng lê văn vân là một cao thủ cực kỳ đáng sợ bởi thế trong khoảng thời gian ngắn không có ai dám ra tay với Lê Văn Vân. Dù gì thì người đàn ông đó đã khiến ba người đỉnh cấp sợ hãi mà rút lui. Chương 793, ông biết anh ấy à? Lúc này phía trên võ đài đã bắt đầu đánh nhau, người của Lý Tương Vũ giống như xe ủi đất, đi tới đâu thì mọi người đều rút lui tới đó. Sự kết hợp của họ quá ác liệt, đứng thứ 9 trong địa bảng và hơn 10 cao thủ đỉnh cấp nên không ai muốn đối đầu với họ đám người evan đang phòng thủ nơi họ đứng mười mấy người phòng thủ rất kiên cố các nhóm nhỏ khác đang chém giết lẫn nhau cảnh tàn sát khốc liệt chân khí tứ phía lê văn vân một mình đứng gần rìa võ đài vẻ mặt sững sờ anh không ngờ rằng bản thân chỉ có một mình mà lại không có ai muốn đến đánh anh đây là tình huống gì chứ lê văn vân đứng ở nơi đó ngạc nhiên nói tuy nhiên anh cũng chưa có chân khí nên cũng lười chủ động đi tìm người trò chơi này sắp kết thúc Cuối cùng anh phải ngã xuống mới được. Điều này có nghĩa là sớm hay muộn cũng sẽ có người ra tay với anh. Trên võ đài, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét giận dữ vang vọng, số người ở đây ngày một giảm bớt. Trái tim của đám người Phạm Nhược Tuyết như thắt lại, họ biết tình hình mới của Lê Văn Vân, chỉ cần một người bắt đầu tấn công Lê Văn Vân thì tính mạng của anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không biết, chẳng mấy chốc đã nửa giờ trôi qua, trên võ đài càng ngày càng ít người ở lại. Lê Văn Vân nhìn lướt qua, chỉ còn khoảng 5-6 nhóm. Nhóm của Lý Tương Vũ vẫn là những người được chú ý nhất, cho tới giờ họ vẫn chưa bị hề hấn gì. Ở một bên khác, xung quanh Evan có cả chục xác chết nằm la liệt. Ilimi đang đứng đó, cô ấy nhìn Lê Văn Vân ở đằng xa, sửng sốt nói, anh ta vẫn còn sống. Hả, Evan nhìn sang, thấy Lê Văn Vân vẫn còn đứng đó thì cười gần, tôi sẽ đi xử lý anh ta. Evan, đúng lúc này, một giọng nói dung tục vang lên. Evan quay đầu lại, thấy Lý Tương Vũ cách đó không xa đang chậm rãi hướng về phía mình. Lý Tương Vũ cầm trên tay hai con dao găm, anh ta nhìn Evan cười nửa miệng nói, sớm muộn gì cũng đánh, hay là chúng ta luyện tập luôn nào. Sắc mặt của Evan trầm xuống, không nghi ngờ gì nữa, theo ý kiến của anh ta thì Lý Tương Vũ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta ở nhóm C. Anh ta nhìn Lý Tương Vũ không chớp mắt rồi nói, sớm hay muộn gì cũng đánh, có điều không phải bây giờ, tôi đi giải quyết một người trước đã. Đam Mỹ Hài. Nói xong, anh ta rời khỏi đội, sau đó, từng bước từng bước tiến về phía Lê Văn Vân. Không hay rồi. Phía trên khán đài, năm người Phạm Nhược Tuyết đứng bật dậy, đương nhiên bọn họ nhận ra Evan, nhưng không ngờ Evan lại đi thẳng về phía Lê Văn Vân. Anh ta đã nhận ra Lê Văn Vân rồi à? Sắc mặt của Lý Thu trầm xuống, anh ta che khẩu súng bắn tỉa của mình bằng một tấm vải, rồi từ từ dơ nó lên ngay trong khán đài. Đúng lúc này, một bàn tay già nua xuất hiện đè miếng vải của anh ta xuống. Lý Thu nhìn lên và choáng váng. Anh ta nhận ra là ông thầy tướng số và triệu chỉ nhu sống đối diện kia đã ngồi phía sau mình lúc nào không hay. Ông định làm gì vậy? Lý Thu nhíu mày. Đừng hòng ra tay ở đây. Lão già lừa đảo kia cười nói, trên đó có mấy lão đại, nếu cậu ra tay ở đây thì không chỉ có năm người các cậu mà ngay cả tên nhóc đang ở trên võ đài kia sẽ bị giết sạch. Trương Vãn Hà sướng sờ nói, ông biết anh ấy à? Ha ha, cả năm người các cô cậu đều không có ở nhà mà cứ luôn dán mắt vào người kia, tôi dùng mông để nghĩ cũng biết cậu ta là ai. Lão già lừa đảo bĩu môi nói. Cô Bạch sửng sốt nói, không phải hai người đã chạy theo đuôi chúng tôi từ khi nào vậy? Chương 794, không hay rồi. Lão già lừa đảo khẽ mỉm cười, làm ra vẻ như một vị Pháp sư nói, đương nhiên là đến đúng lúc rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc kia đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà mấy người còn để cậu ta chạy đến đây đánh nhau, mấy người muốn cậu ta chết à. Không liên quan đến ông, bỏ tay ra, Lý Thu gần giọng. Lão già lừa đảo kia không có ý định bỏ tay ra, ông ta thản nhiên nói, tôi cảm thấy có duyên với mấy tên nhóc các cô cậu nên đến đây để cứu mấy người. Tôi nhắc lại, một khi phát súng này của cậu bắn ra thì năm người các cô cậu sẽ chết ngay tại đây, không đùa đâu. Ở trung tâm của võ đài, Lý Tương Vũ nhìn thấy Evan đang đi về phía Lê Văn Vân thì cao mày nói, anh ta sẽ ra tay với tên kia à. Thực ra, Lý Tương Vũ cũng bị Lê Văn Vân hù cho hơi sợ nên không tấn công Lê Văn Vân, anh ta định đợi xử lý xong những người khác rồi mới tìm cách bao vây tấn công Lê Văn Vân. Điều anh ta không ngờ là đúng lúc này, Evan lại chủ động nhảy ra muốn đối phó với Lê Văn Vân lê văn vân vẫn bình tĩnh đứng ở đó nhìn evan đi tới mà thở dài ánh mắt đầy nghiêm túc sau lần cãi nhau ở nhà tại tuần trước kia anh đã không còn gặp lại người này không ngờ anh còn có thể sống lâu đến lúc này evan lạnh lùng nói sau đó lại nhìn về phía ba người có vết sẹo trên mặt cách đó không xa mỉm mai nói mấy người bị anh ta dọa cho sợ à đúng vậy là một nhóm nhỏ ba người đỉnh cấp hiện tại bọn họ vẫn còn sống nhưng đều bị thương tích đầy mình dù sao họ cũng không có nhiều người lắm một người không có chân khí như vậy lại khiến mấy người sợ hãi bỏ chạy đúng là cười chết người ta evan khinh thường nói không có chân khí tên mặt sẹo kinh ngạc nói nhưng anh ta nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tất nhiên những người có mặt tại hiện trường không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ lúc này evan lại nhìn về phía lê văn vân nhếch miệng nói chẳng phải ilimi nói anh tới tìm cái chết sao nói xong anh ta liếm liếm môi nói, tôi sẽ thành toàn cho anh, nói, chọn một kiểu chết đi. Hả, Lê Văn Vân mỉm cười, hôm nay, hoặc là anh giết tôi, hoặc là tội giết anh. Anh giết tôi, xứng sao? Evan cười khẩy, ngay sau đó, thân thể anh ta đột nhiên rung chuyển, một luồng chân khí phát ra từ trong cơ thể bay thẳng tới chỗ Lê Văn Vân. Là một đỉnh cấp, là cao thủ thứ 36 trong địa bảng, trong chớp mắt luồng chân khí đã khóa chặt trên người Lê Văn Vân ngay sau đó anh ta vung đao lên và lao thẳng vào lê văn vân bình bịch bình bịch lúc này lê văn vân cảm thấy tim đập rất nhanh anh muốn tránh ra nhưng lại bị chân khí của evan khóa chặt lại cho dù muốn trốn cũng không thoát được toàn thân cứ đứng im ở đó không thể động đậy trong nháy mắt động lực khôi phục chân khí trong cơ thể cũng tăng vọt không hay rồi phạm nhược tuyết đứng bật dậy khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi ngay lập tức Lý Thu định dường khẩu súng bắn tỉa trong tay lên nhưng lại bị lão già lừa đảo đeo kính dâm kia giữ chặt, anh ta phát hiện làm thế nào cũng không thể dơ lên được. Đồng thời một bàn tay khác của lão già lừa đảo kia cũng đặt trên vai cố bạch khiến toàn thân anh ta cũng hoàn toàn bất động. Sắc mặt phạm nhược tuyết tái nhợt, cô đứng lên, trong tay lập tức xuất hiện mấy cây ngân châm. Cô gái nhỏ, tôi khuyên cô, nếu không muốn bọn họ xảy ra chuyện thì tốt nhất là đừng nhúc nhích. Tôi không nói đùa với cô đâu, tôi sẽ nói rõ cho cô biết, Bùi ninh Tùng, Ellen Hubert, Giản Hưng và cả Thánh Chủ Lục Khiêm đều ở trên kia. Lão già lừa đảo nói, nếu mấy người bị bại lộ thì nhiều lắm chỉ là thêm mấy cái mạng mà thôi, thậm chí cả toàn bộ hệ thống người gác đêm của Hoa Hạ được bố trí ở thành phố tội ác đều sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, cô đã hiểu rõ rồi chứ. Sắc mặt Phạm Nhược Tuyết đột một thay đổi, cô muốn hỏi lão già lừa đảo này là ai nhưng cuối cùng cô không hỏi, mà ánh mắt của cô luôn hướng về võ đài, nhìn Evan đang ngày càng tiến lại gần Lê Văn Vân. Cô cảm giác như trái tim của mình đã hoàn toàn ngừng đập. Đồng thời trên vị trí tầng 2, chương 795, khôi phục rồi, tất cả đều đã khôi phục rồi. Đám người lục khiêm cũng đứng đó xem, nhưng họ không nhận ra Lê Văn Vân, hơn nữa họ cũng không có hứng thú với cảnh tượng trên võ đài này lắm. Đã tới nhóm C rồi, thế mà tại sao không hề có người gác đêm nào xuất hiện vậy? Bùi Ninh Tùng cau mày hỏi. Alan Hubert lắc đầu nói, đúng là cho tới giờ vẫn chưa phát hiện ra. Đúng là chán quá, nhìn người kia kìa, hình như là một cao thủ. Anh ta đã đứng ở đó rất lâu, đến giờ mới có người đến khiêu chiến với anh ta. Giản Hương nhìn xuống với vẻ thích thú. Rõ ràng những người khác chẳng có lòng dạ nào để xem cả. Ở ngay sát bên cạnh bọn họ, trên mặt Doãn Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ, bà ta đứng bật dậy, định lao về phía giữa võ đài nhưng hotzis lại giữ chặt vai bà ta mà lạnh lùng nói sống chết có số tôi đã nói rồi là bà cho phép cậu ra tham dự lần này mà doãn nhu cắn răng nói ông không thấy sao cậu ta sắp chết rồi hiện tại cũng không hề có một giọt chân khí nào doãn nhu lúc này minh sùng bất ngờ lên tiếng tên nhóc này có thể trở thành số không của người gác đêm không chỉ đơn giản là anh ta có thiên phú rất cao và chỉ biết đánh nhau thôi đâu ý ngài là gì doãn nhu khẽ thay đổi sắc mặt mà hỏi lại anh ta sẽ không làm một chuyện gì đó mà không có lý do chúng ta đều biết rằng anh ta tham gia cuộc thi giành xương rồng lần này là rất nguy hiểm rất có thể đó là mồi nhử do người ta thả ra và anh ta không thể không biết nhưng anh ta vẫn đến đây điều đó chứng tỏ rằng rất có thể anh ta đến đây với mục đích nào đó minh sùng bình tĩnh nói cho nên cứ yên tâm chờ xem còn xem cái rắm người đã chết tới nơi rồi doãn nhu tái mặt minh sùng khẽ nhíu mày anh ta nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài cửa sổ một tay nắm chặt lan can cửa sổ nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh nhóc con rốt cuộc anh muốn làm gì trong lòng anh ta không khỏi tự hỏi giữa võ đài nhìn thấy evan lao tới sát khí mạnh mẽ bao trùm thân thể mình mà lê văn vân rất muốn né tránh nhưng lúc này anh không thể né tránh toàn thân không nghe theo mệnh lệnh của anh tim anh đập càng lúc càng nhanh trong khoảnh khắc ấy anh thật sự cảm thấy thần chết đang tiến đến gần mình. "Phục hồi, mau phục hồi cho tao." Trong lòng Lê Văn Vân lại thầm hét lên. "Chẳng lẽ thật sự sẽ chết ở đây ư?" Ừ, anh cắn chặt răng. Nhìn thấy Evan đi tới, trong một thời điểm nhất định, dường như anh cảm giác được tốc độ của Evan trở nên rất chậm rất chậm. Và dường như trong cơ thể anh có thứ gì đó đang chui lên từ mặt đất vậy. Boom. Lúc này, Evan đã lao tới trước mặt anh anh ta không chém vào Lê Văn Vân mà hình như muốn đùa giỡn thêm một lát, sau đó đấm thẳng vào Lê Văn Vân. Bốp! Lê Văn Vân bị đấm mạnh vào bụng dưới, anh bay lên, bay ra một khoảng 20-30 mét rồi mới đập mạnh xuống đất. Bịch! Cơ thể của Lê Văn Vân đập mạnh trên mặt đất tạo thành một lớp bụi mù. Chẳng phải anh muốn chết sao? Tôi sẽ cho anh chết quang minh chính đại, hơn nữa chết rất thoải mái. Evan cười khẩy. Khí thế của anh ta không hề giảm, lại một lần nữa vùng đạo lao vào Lê Văn Vân. Phụt, Lê Văn Vân há miệng phun ra một ngụm máu. Thanh đao trên lưng anh bị lung lay rất xuống đất, rồi từ từ lăn sang một bên, để lộ ra phá không và vô danh. Nhưng vào lúc này, tất cả đều không có ai chú ý tới mà đều chăm chú nhìn Lê Văn Vân. Bất kể là trong hay ngoài sân, lúc này ai nấy đều là lấy làm lạ. Không có sóng chân khí, Giản Hưng nhíu mày, sau đó thất vọng nói, còn tưởng là cao thủ gì, ai ngờ lại không biết vận chuyển chân khí, thế mà hù dọa cho một đám người bỏ chạy. Nơi Lê Văn Vân rơi xuống, tình cờ là ngay trước mặt ba cao thủ đỉnh cấp định đánh anh trước đó. Bọn họ cũng sững sờ, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đúng là không có chân khí, chết tiệt, người đàn ông mặt sẹo nói không nên lời, thế mà chúng ta bị anh ta hù cho sợ chết khiếp. Lúc này, người phụ nữ trong ba người kia bỗng nhìn vào hai chuôi đao mà Lê Văn Vân vừa làm rớt, đồng tử co rút lại, sau đó toàn thân bắt đầu run lên, cô ta lùi lại hai bước. Nhưng không ai để ý rằng Lê Văn Vân, người bị đập trên mặt đất, lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ hưng phấn. Khôi phục rồi, tất cả đều đã khôi phục rồi. Trong lòng anh thầm gào to lên. Chết đi, Evan đã lao đến trước mặt Lê Văn Vân, anh ta nhảy lên cao và có đầu gối đập mạnh về phía cổ Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền Chương 796, sao tự nhiên lại xuất hiện một siêu cấp vậy? Đúng vậy, trong khoảnh khắc Evan lao tới trước mặt Lê Văn Vân, anh đã cảm giác được chân khí ngủ quên trong cơ thể đã khôi phục, giống như chui từ dưới đất lên vậy. Nếu không nhờ chân khí đã phục hồi thì cú đấm vừa rồi của Evan cũng đủ giết chết bất kỳ người bình thường nào. Cùng lúc với Lê Văn Vân bị đấm bay lên, luồng chân khí bàng bạc đã xuất phát từ chỗ đan điền ngay lập tức lấp đầy các chi của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cảm thấy rằng chân khí của anh không chỉ hồi phục ở thời điểm đỉnh cao mà sau khi nó ngủ quên trong trận chiến trước đó, giờ lại tiến bộ hơn và mạnh mẽ hơn trước đó vài lần. Cách đó không xa, Illimi nhìn thấy Lê Văn Vân nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu, trong lòng thở dài nói, ôi, cuối cùng anh vẫn muốn chết sao? Cô ấy muốn ngăn Evan lại, nhưng không thể mở miệng mà chỉ thở dài. Bên cạnh Lê Văn Vân Người phụ nữ trong nhóm ba người đỉnh cấp kia không ngừng lui về phía sau, thân thể run rẩy. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì cau mày hỏi, "Sao vậy?" Người phụ nữ kia lắc đầu, cô ta thở hổn hển như thể đã nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Còn trên không trung, toàn thân Evan đập thẳng vào cổ Lê Văn Vân. Xong rồi, Phạm Nhược Tuyết trợn trắng mắt, không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống, đầu óc trống rỗng. Thả ra Đôi mắt Lý Thu đỏ bừng, quát lớn. Lão già lừa đảo vẫn nắm chặt khẩu súng, nhìn xuống võ đài, thở dài. Trong căn phòng trên tầng 2, sắc mặt của Doãn Nhu thay đổi một cách điên cuồng. Minh Sùng vẫn đứng bên cửa sổ và không hề cho Doãn Nhu ra tay, lúc này khuôn mặt vô cảm của anh ta khẽ dao động, bàn tay của anh ta nắm chặt lấy cửa sổ. "Nhóc con, anh thật sự sẽ chết ở đây sao?" Anh ta nghiến răng nói. Ở cửa sổ trong hậu trường, thanh mục tinh tử khẽ cao mày nói, giác quan thứ sáu của mình chưa bao giờ sai, chẳng lẽ lần này lại sai ư? Ông chú đó rất cư mà, đáng tiếc quá. Giết chết anh ta, giết chết anh ta, giết chết anh ta. Các khán giả có mặt tại hiện trường đã vô cùng hưng phấn. Họ sống ở thành phố này rất áp lực, và chỉ có máu ở trường đấu thú này mới có thể giúp họ giải tỏa được khối áp lực ấy. Không ai để ý thấy Lê Văn Vân đang ở trên mặt đất, từ từ lộ ra một nụ cười trên khóe miệng chết đi evan gầm lên từ trên trời đáp xuống luồng chân khí đã bao trùm cái gối của anh ta mà đập xuống bùm tuy nhiên vào khoảnh khắc này tất cả đều phát hiện ra lê văn vân đang nằm trên mặt đất đã lập tức đứng lên anh nhìn nghiêng lên trong ánh mắt và gương mặt đầy vẻ khinh thường một người như anh mà cũng đáng giết tôi à lê văn vân khẽ cười tủm tỉm nhìn evan đang lao xuống trong khoảnh khắc tiếp theo quần áo trên người anh đột nhiên bay lên, trong nháy mắt một luồng khí thế hừng hực bốc lên. Vù, vù, vù. Tại hiện trường, tất cả những người đã từng luyện võ đều lập tức tập trung ánh mắt đến đây, hầu hết mọi người trên khán đài đang theo dõi nhất cử nhất động cũng đều đứng lên. Người đàn ông mặt sẹo bên cạnh Lê Văn Vân nhanh chóng rút lui và kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân đang ở trước mặt mình. Cách đó không xa, con người của Lý Tương Vũ cũng đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân mà hoảng sợ kêu lên, "Siêu. Siêu cấp. Siêu cấp. Sao tự nhiên lại xuất hiện một siêu cấp vậy?" Trong nháy mắt, vô số giọng nói vang lên. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, từ việc Evan nhảy lên đến khi Lê Văn Vân đứng lên, đến sự bùng nổ chân khí trên người Lê Văn Vân chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Đương nhiên Evan cảm nhận được khí thế trên người Lê Văn Vân, lúc này ngoài kinh ngạc thì trong lòng anh ta chỉ có tuyệt vọng. Mình chết chắc rồi lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ như vậy anh ta rất muốn dừng lại nhưng lúc này đã quá muộn anh ta giống như một quả đạn pháo đập vào người lê văn vân bùm tại một thời điểm nhất định một tiếng động cực lớn vang lên từ hiện trường đồng thời khói bụi bay tứ tung khiến người ta không thể nhìn thấy mọi việc trông như thế nào khi làn khói tan mọi người phát hiện lê văn vân đang đứng đó chân dẫm lên đầu evan evan bị đạp trên mặt đất đầu lọt vào cái hố sống chết không rõ Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả lúc này đã nói cho bọn họ biết. Chương 797, đây là đao phá không và vô danh, người đứng thứ 36 trong nhân bảng, Đồ Tể Evan đã bị giết chỉ trong một chiêu thức. Ngoại trừ sự kinh ngạc của những người có mặt tại hiện trường, không ai dám mở miệng hoan hô. Đây là siêu cấp, ở thành phố tội ác, siêu cấp tương đương với thánh chủ, căn bản không phải là những người có thể trêu chọc vào họ lo lắng nếu mình hoan hô sẽ khiến siêu cấp không vui, bởi vậy trong lúc này đây, cả một trường đấu thú to lớn lại rơi vào im lặng. Chỉ có ở hàng ghế đầu của trường đấu thú là Lý Thu từ từ hạ khẩu súng của mình xuống. Toàn thân cố bạch cũng thả lỏng hoàn toàn. Đôi mắt phạm nhược tuyết đỏ hoe, siết chặt ngân châm trong tay, nhìn bóng người ở giữa võ đài mà nước mắt lăn dài trên má. Cô biết Lê Văn Vân đã mạo hiểm như thế nào với quyết định này. Lê Văn Vân đang đánh cược mạng sống của mình. May mà Lê Văn Vân đã thành công. Ở cửa sổ hậu trường, khuôn mặt của Thanh Mộc Tinh Tử dại ra, cô ta thì thầm, quả nhiên mình thành công rồi, anh ta đúng là một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ siêu cấp. Trong căn phòng ở tầng 2, Minh Sùng nở một nụ cười tươi giói, anh ta thì thào, thì ra là như vậy, tên nhóc này muốn chết đi sống lại. Nhưng chỉ e là thành phố này lại rơi vào cảnh lầm than rồi. Doãn Nhu cực kỳ vui mừng, bà ta nhìn hot đang giữ chặt vai mình nói, bỏ tay ra đi, sau này ông sẽ hối hận. Giờ cậu ta đã khôi phục chân khí rồi, người đầu tiên cậu ta đến khiêu chiến chính là ông. hot Seas sững sờ, có vẻ thích thú nhìn Lê Văn Vân ở phía dưới. Bên cạnh họ, cả bốn người đều kinh ngạc. Siêu cấp, Ellen Hipp bớt ngẩn ra, nhìn bóng dáng của người đàn ông trung niên phía dưới mà đồng tử co rụt lại. Ba người còn lại cũng vậy. Đột nhiên, một giọng nói lọt vào tai họ. Đây là đao phá không và vô danh. Người lên tiếng chính là người phụ nữ trong nhóm ba người kia. giọng nói của cô ta đầy hoảng sợ, nhưng bởi vì lúc này hiện trường đầy yên tĩnh nên lọt tới tai giản hưng nghe rất rõ ràng. Ánh mắt của họ nhìn vào hai thanh đao nằm trên mặt đất, sau đó lập tức tái mặt. vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của bùi ninh tùng. quả nhiên cậu ta đã xuất hiện, hơn nữa còn đích thân đến đây. bùi ninh tùng nuốt nước miếng vốn dĩ trận đấu này là do bọn họ bày ra để nhử Lê Văn Vân đến, bây giờ bọn họ đã phát hiện ra thân phận của Lê Văn Vân nhưng không ai dám lên giết anh. Những siêu cấp này có thể nghe thấy giọng nói của phụ nữ, những người khác lại không thể. Lúc này, dù là màn hình lớn hay máy quay, tất cả đều hướng về Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn Evan đang bị dẫm nát dưới chân, sau đó khẽ mỉm cười. Dưới sự chăm chú theo dõi của mọi người, anh thong thả bước tới bên cạnh mép của võ đài, múc nước lên rồi hất về phía mặt mình như đang lau cái gì đó. Máy quay vẫn hướng về phía Lê Văn Vân. Sau 2 phút, Lê Văn Vân lại ngẩng đầu lên, anh xoay người lại để lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác, không hề giống với người đàn ông trung niên kia. Sau đó anh nắm tay lại, bỗng hai thanh đao vẫn đang được quấn vải nằm cách đó không xa đã bay tới chỗ anh. Lê Văn Vân lại dắt hai thanh đao lên lưng, nhưng lần này anh không hề che giấu, hai chuôi đao đã xuất hiện ngay trên màn hình lớn ở hàng ghế đầu của trường đấu thú có hai người đẹp vô song đang ngồi ở đó chính là lâm khả hân và chu linh linh bọn họ nhìn lên màn hình lớn phía trên nhìn bóng người trên đó với hai thanh đao rắt trên lưng mà thân thể khẽ run lên đao phá không và vô danh là anh ấy đúng là anh ấy rồi hai người thì thầm không chỉ có hai người bọn họ mới nhận ra hai thanh đao này trong chớp mắt toàn bộ trường đấu thú ổ lên năm năm trước sát thần của thành phố tội ác đã khiêu chiến với thánh chủ khu Tây, sau lại là thánh chủ khu Đông, người gác đêm số 0, Lê Văn Thanh. Năm năm sau, anh ta lại quay về thành phố tội ác, hơn nữa còn đến trường đấu thú. Bình luận viên cũng đã nhận ra, lúc này anh ta cũng run giọng giới thiệu Lê Văn Vân. Vô số khán giả có mặt tại hiện trường bị rúng động. Nhưng Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm, vào lúc ấy, ánh mắt của anh đã hướng về dãy ghế ở trên cao. Keng! Ngay sau đó, đao phá không thoát ra khỏi vỏ, Lê Văn Vân bất ngờ ném về phía một trong các phòng riêng đó rồi đồng thời hét lên, lão giả lục khiêm, mau xuống đây đấu một trận nào. chương 798, tôi không có hứng, lão già lục khiêm, mau xuống đây đấu một trận nào. Lê Văn Vân dồn khí đan điền, chỉ trong chớp mắt, giọng Lê Văn Vân đã trở nên âm vang, to lớn, vang vọng khắp trường đấu thú như được phát qua loa. Trường đấu thú chìm vào tĩnh lặng, Lục Khiêm là ai? Đó là thánh chủ khu Bắc, là người có tiếng tăm lẫy lững trong khu tội ác, thế mà bây giờ cái người đứng giữa sân kia lại há miệng kêu gào đòi ông ta xuống đấu với mình một trận. Nhưng khi mọi người nghe thấy thân phận của người kia, tâm tình của họ lập tức bình ổn trở lại. Đó chính là người đã khiến toàn bộ thành phố phải biến sắc vào 5 năm trước, nếu thế thì anh có cách hành sự như vậy cũng là điều vô cùng bình thường. Lê Văn Vân đứng trên võ đài của trường đấu thú, sau lưng vẫn là đao vô danh quen thuộc, còn đao phá không thì đã cắm sâu vào bên ngoài ghế lô trên tầng cao, nơi đám lục khiêm đang ngồi. Trong trường đấu thú, trên mặt Ilimi lộ rõ vẻ hoang mang, cứ thế trợn trừng mắt nhìn một Lê Văn Vân hoàn toàn khác lúc trước, đầu óc rối như tơ vò. Cô ấy không thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao ông chú trung niên muốn tìm đường chết kia lại thình lình biến thành siêu cấp? Tại sao lúc này Evan lại chôn đầu xuống đất, không rõ sống chết? mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mà những người khác, ý chỉ đám người Lý Tương Vũ, cũng để lộ biểu cảm hoảng sợ. Anh ta có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ tới một trận đấu bình thường thế này lại có thể khiến vị này lộ mặt. Trên ghế lô tầng 2, Hot nhíu mày thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm bên dưới thông qua lớp cửa kính, thằng nhóc này mới khỏe lại chưa bao lâu đã điên cuồng vậy rồi. Lục khiêm bị chỉ mặt điểm tên ngay trước mặt mọi người, trên mặt không kiềm được cơn giận. Xuống thì sợ đánh không lại, nhưng không xuống thì sẽ bị mất mặt, lúc đó, hy vọng của ông ta sẽ hạ xuống một bậc mất. Bùi Ninh Tùng nhìn Lê Văn Vân hừng hực khí thế, trong đầu chỉ muốn bôi dầu vào chân chạy ngay đi cho xong. Ông cụ lục, tôi, ông, giản hưng cộng thêm Bùi Ninh Tùng đấu với một mình cậu ta, hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Ellen Hibbert ngồi phía sau bỗng mở miệng nói. Mặt mày lục khiêm tối lại, ra tay đi, cậu ta vừa mới khôi phục sức lực, dù có là siêu cấp thì hiện tại vẫn là thời điểm tốt nhất để giết chết cậu ta. Ellen Hibbert xoa tay, nóng lòng muốn thử xem sao, nhưng Giản Hưng ngồi bên cạnh lại bình thản nói, tôi không có hứng. Hửm, ý anh là gì đây? Giản Hưng, Lục Khiêm nhướng mày nói, cậu đừng quá đề cao chính mình, tôi nói thật cho mấy người biết, mấy người có gia nhập hay không không quan trọng như cậu vẫn tưởng đâu. Giản Hưng bĩu môi nói, tôi đây cũng không hiếm lạ gì, mấy người thích làm gì thì làm đi. Nói xong, anh ta trực tiếp đứng dậy, bước ra ngoài. Lục khiêm dõi theo bóng lưng rời đi của anh ta, mặt mày khó voi vô cùng. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Ellen Hibbert, nói, e là mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Đúng vậy, ông ta cảm giác chuyện này vô cùng phiền phức. Lê Văn Vân xuất hiện ở đây, còn gọi thẳng tên ông ta, xem ra hiển nhiên Lê Văn Vân đã biết suy tính của họ. Vậy nên, dù bây giờ ông ta có từ chối đấu với Lê Văn Vân thì lúc sau Lê Văn Vân cũng sẽ chủ động tới kiếm chuyện với bọn họ. Nhưng bây giờ ông ta thật sự không dám đi ra ngoài, trước đó Lê Văn Vân đã giết chết hai người đồng hạng bảy trên thiên bảng. Bây giờ, dưới tình huống giản hưng không ra tay, chỉ còn lại ông ta và hạng sáu thiên bảng, Ellen Hibbert, nói thật thì ông ta không nắm chắc phần thắng. Ông ta chưa tự đại đến độ cho rằng chỉ bằng hai người họ là có thể thắng được Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đứng phía xa chứng kiến tất cả, đúng lúc này, đao phá không đang cắm vào vách tường phía trên kia bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, đao phá không bỗng bị hút vào trong một gian phòng khác, cùng lúc đó, cửa sổ căn phòng bật mở, bóng dáng của Hotzis xuất hiện bên cửa sổ. Thánh chủ. Chương 799, ẩn giả. Giản Hưng, tiếng kinh hô lập tức vang vọng khắp bốn phía. Hotzis đứng yên ở đó, máy quay phim cũng tiến lại gần hơn tất cả mọi người đều thấy được Hotzis. Hotzis mỉm cười. giọng của ông ta không lớn, nhưng mỗi một người đều nghe thấy rất rõ ràng. Nhãi danh vừa tới khu tội ác đã tính là một vố lớn rồi à? tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bây giờ cậu đã ghi danh tham dự cuộc thi này. tất cả mọi người cũng đã mua vé, vậy cứ yên tâm thi đấu đi. nếu cậu thắng, vậy tất cả phần thưởng cũng tự nhiên thuộc về cậu. Hotzis nói. tôi nói có đúng không, Lục Khiêm? lục khiêm ngồi cách vách hơi co giật khóe miệng nhưng ông ta biết hành động này của hotzis tương đương với việc đứng về phía ông ta hay nói đúng hơn là không muốn để lê văn vân và bọn họ nảy sinh xung đột ở đây ông ta gật đầu hùa theo đương nhiên là vậy rồi còn chuyện thằng nhóc này muốn đánh với tôi tạm thời cậu còn chưa có tư cách này lê văn vân đứng trước mặt mọi người la hét khiến ông ta không có bậc thang leo xuống nhưng giờ ông ta có thể mượn cơ hội này không chỉ thành công từ chối lời thách đấu còn tiện tay nâng mình lên một phen. Lê Văn Vân thấy Hoxys ra mặt thì cũng chỉ cau mày chứ không nói thêm gì nữa. Trả đao lại cho tôi, Lê Văn Vân mở miệng nói. Vụt, ngay giây kế tiếp, Hoxys thình lình ném đao về phía anh. Trong mắt mọi người, cây đao như hóa thành tia sáng, chỉ chớp mắt đã bay thẳng tới trước mặt Lê Văn Vân, sau đó cắm sâu xuống đất, ngay dưới chân anh. Lê Văn Vân không tức giận, anh chỉ bật cười một tiếng, sau đó rút đao phá không lên, quét mắt nhìn một vòng tất cả những người bên dưới, rồi thông thả nói tiết kiệm thời gian, tất cả cùng lên đi. Lên! Ai lên? Bây giờ mọi người đã biết Lê Văn Vân chính là người xuất hiện 5 năm trước, còn ai dám lên chứ? Ken, Bỗng, tổ hợp ba người có thứ hạng cao nhất kia ném đao trong tay xuống đất, sau đó nói chúng tôi nhận thua. Nói xong, ba người trực tiếp nằm thẳng xuống đất. Thấy hành động này của ba người, những người khác cũng lần lượt học theo ném hết vũ khí trong tay xuống đất. Lúc này, ngay cả Lý Tương Vũ cũng không còn ý chí chiến đấu tiếp nữa. Lúc đối phương còn ở cao cấp đã dám đánh tay đôi với siêu cấp, giờ anh đã trở thành siêu cấp, cộng thêm thời gian đã qua tận 5 năm, rốt cuộc anh đã mạnh tới cỡ nào, không một ai biết được. Hơn nữa, tuy Lục Khiêm cũng xem như là lên mặt được hai câu, nhưng mọi người đều biết rõ một điều, trước khi Hot Hotsis lên tiếng, Lục Khiêm cả dám cũng không dám đánh, mà nếu đến cả lục khiêm cũng sợ người đang đứng trước mặt họ đây vậy còn ai có gan khiêu khích anh chứ rơi vào đường cùng họ đành phải nhận thua nằm dạp trên đất khóe miệng lê văn vân cong lên mc đứng phía sau võ đài thở phào một hơi nói người chiến thắng ở nhóm c là lê tú không đúng giờ chúng ta phải gọi anh ấy là lê văn thanh lê văn vân đứng trên đài nhịn không được bĩu môi nói kỳ thật cả hai tên đều sai u, -u, -u đúng lúc này một tràng âm thanh vang dội truyền tới, ngay sau đó, mấy cây sắt bên cạnh bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển về phía võ đài của trường đấu thú. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nếu anh đã khôi phục chân khí, vậy không cần tiếp tục che giấu thân phận nữa. Dù sao anh cũng không biết mình sẽ còn ngây ngốc ở chỗ này bao lâu nữa. Anh xoay người, bước xuống khỏi võ đài, nhanh chóng đi vòng ra phía sau. Mới đi được vài bước, đồng tử của anh bỗng co lại, bởi vì anh nhìn thấy cách đó không xa, có một người bên ngoài khoác áo măng tô, tay cầm lá bài tây đang đứng. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, người đó ngẩng đầu, để lộ nụ cười mỉm. Ẩn giả, giản hương, ánh mắt Lê Văn Vân trở nên lạnh lùng, chỉ giây sau, đao phá không đã ra khỏi vỏ. chương 800, lại để thẳng cháu trai này chạy trốn rồi. Lê Văn Vân không ngờ sẽ gặp lại giản hương ở một nơi thế này, lửa giận lập tức trào dâng trong mắt anh mỗi một người gác đêm số không đều có nhiệm vụ ẩn đó là giết chết ẩn giả keng đao phá không trên lưng lê văn vân bất ngờ rời khỏi vỏ đừng vội vàng ra tay như vậy giản hưng thấy lê văn vân chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp rút đao vẻ mặt vốn bình tĩnh bỗng để lộ biểu cảm hoảng sợ anh ta nói tôi tới đây là muốn tâm sự với anh thôi tâm sự ư lê văn vân không nói lời vô nghĩa trực tiếp mở miệng mắng, lần trước để mày chạy thoát là vì ông đây không muốn ra tay trước mặt người thường, gây ra rắc rối không cần thiết dẫn tới để lộ sự tồn tại của thế giới ngầm. Nhưng giờ chúng ta đang ở khu tội ác, tao để mắt tới mày từ lâu rồi, thế mà mày còn chủ động chạy tới trước mặt tao khiêu khích hả, tưởng tao không dám đánh chết mày ư. Anh không còn tâm tư để ý tới những chuyện khác, trực tiếp giơ đao lao về phía giản hưng. Trong lòng giản hưng cũng đang chửi ầm cả lên đây. Anh ta định tới đây tiếp cận Lê Văn Vân, trò chuyện với anh trong yên bình, bởi vì người đứng sau anh ta nhìn chúng Lê Văn Vân, muốn thu nạp Lê Văn Vân về dưới trướng. Ai ngờ đâu Lê Văn Vân căn bản không thèm để ý tới, còn trực tiếp xông tới đánh anh ta. Anh ta không nhịn được chửi thề một tiếng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Lần đầu tiên giao thủ với Lê Văn Vân, anh ta đã ăn hành ngập mặt, sau đó nhận ra mình đánh không lại anh. Sau đó, từ chỗ Ellen Hibbert anh ta nghe được tin Lê Văn Vân đã giết chết Lý Đông Giá, đánh Vân Đạo Tử tàn phế, lúc này, anh ta biết mình và Lê Văn Vân không cùng một đẳng cấp nữa. Lúc bấy giờ, anh ta cũng hiểu được, tại sao người đứng sau lại xem trọng Lê Văn Vân tới vậy. Lần đầu tiên gặp mặt Lê Văn Vân, anh ta cảm thấy anh chỉ mạnh hơn mình chút đỉnh mà thôi, thực lực chắc ngang với hạng năm của thiên bảng, mà có khi còn chưa tới. Nhưng tin tức mà anh ta nghe được lại nói rằng chiến lược của Lê Văn Vân ngang với hai siêu cấp, dù lúc đó bản thân Lê Văn Vân đang bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đánh bại hai người, thế nên bây giờ, anh ta cho rằng thực lực của Lê Văn Vân đã lọt vào top 4, thậm chí là top 3 thiên bảng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đem lại cuống cuồng, thậm chí không tiếc ra tay với người nhà Lê Văn Vân chỉ để đạt thành mục đích cuối cùng là giết chết Lê Văn Vân. Nếu cứ để Lê Văn Vân tiếp tục trưởng thành, e là không bao lâu, sau chắc nhất minh sẽ xuất hiện một Trác nhất minh nữa vô địch thiên hạ hơn nữa đó còn là một trác nhất minh hoàn mỹ tuyệt đối không có bất cứ khuyết điểm nào vậy nên anh ta biết rất có thể mình sẽ bị lê văn vân đánh chết nên đã tìm hết mọi cách kết quả thì sao bởi vì doãn thi đan muốn để lại đường lui cho mình nên thả liễu ngọc đi dẫn tới lê văn vân không đi trước tới khách sạn fest cũng vì vậy mà lê văn vân vẫn còn sống còn bây giờ lê văn vân đã khôi phục chân khí nếu muốn giết chết lê văn vân thật sự quá khó khăn Lê Văn Vân giờ đào đuổi dọc theo hành lang, từ xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy thanh mục tinh tử, thanh mục tinh tử nhìn đến thấy Lê Văn Vân chạy tới, vừa định đánh tiếng chào hỏi Lê Văn Vân thì anh đã lướt qua người cô ta như một cơn gió, tốc độ vô cùng nhanh. Chuyện, chuyện gì thế này, người mà anh ấy đang đuổi theo, hình như cũng là siêu cấp. Trên mặt thanh mục tinh tử lộ vẻ ngạc nhiên. Hửm, Lê Văn Vân chạy nhanh đuổi theo, sau đó bất ngờ phát hiện đằng trước có một đám đông đang tiến tới, còn giản hưng cũng chấp lấy thời cơ xông thẳng vào đám người. Là người của nhóm D bắt đầu ra sân, Lê Văn Vân vội bám theo nhưng lại bị dòng người cản trở, nhất thời không thể đuổi kịp. Má nó, Lê Văn Vân mắng, lại để thằng cháu trai này chạy trốn rồi. Anh đút hai cây đao về lại vỏ, sau đó lẳng lặng nhìn nhóm người dự thi của nhóm D. Trên thực tế, trong nhóm D có rất nhiều người bỏ quyền thi đấu. Audio điện tử võ tấn bền kết chương 800